mà chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập giữa kỳ để thi đại số tuyến tính cho chương trình chất lượng cao. Đầu tiên ta sẽ đến với câu số 1. Đoán cho ma trận A, B, C. Đoán cơ tính ma trận D bằng A nhân B cộng C chuẩn vị. Vậy thì cái cách để chúng ta xử lý nhanh bài toán này như sau. Bây giờ mình sẽ giả sử mình sẽ cho Y là bằng trừ 100 chẳng hạn. Y bằng trừ 100. Rồi sau đó mình sẽ tính biểu thức này. Sau đó mình sẽ dựa vào kết quả để mình nhận xét. Rồi mình sẽ chỉ là mod 4. Rồi chúng ta tạo ma trận A có kích thước là 2 nhân 3. Rồi ta nhập bạn nhập vào 10 5 2 2 cộng 6 nhân cho trừ 100 y bằng trừ 100 1 0 rồi ra được ma trận A. Rồi bây giờ chúng ta nhập thêm ma trận B vào. Trận B có kích thước là 3 nhân 2 đó là 5 11 5 11 0 6 trừ 2 nhân 100 cho y bằng trừ 100 1 trừ 1. Rồi ta nhập thêm ma trận C vào. 1 4 ma trận C có kích thước là 2 nhân 2. 1 trừ 1 2 2. Rồi, bây giờ bạn nhập cho mình là chúng ta lấy ma trận A nhân ma trận B cộng với lại ma trận chuyển vị của ma trận C là option kéo xuống dưới ma trận chuyển vị của ma trận C. Đúng bằng. Đấy, ta thu được kết quả 53 trừ 860. Đây mình nhìn hai số đầu thôi, 53 và trừ 860. 53 rồi trừ 860. Bạn thấy không? 53 vì chắc chắn là đáp án đúng ở đây chỉ có thể là B hoặc là C thôi. Thì mình chỉ nhìn số sau, đó là cái gì? Trừ 860 140 cộng 10y. Y ở đây là mình trừ 100. Đúng không? Mình có thể kiểm tra lại. Kiểm tra lại rất là dễ. Lấy 140 cộng 10 nhân trừ 100. Đây, trừ 860. Vậy đáp án là đúng ở đây chắc chắn là phương án B. Thì như bạn thấy câu này thay vì chúng ta giải tự luận bằng cách nhân tay vào thì cũng cũng được. Nhưng mà nó khá là dài đúng không? Chúng ta bấm máy, ta cho y bằng trừ 100. Rồi sau chúng ta sẽ quan sát các đáp án. Rồi, ok, ta sẽ đến với lại câu số 2. Rồi, và đánh cho ma trận A có chữ ẩn x. Và toán kêu là tìm x để hạng của ma trận này bằng 2. Vậy thì bây giờ mình sẽ thực hiện các cái phép biến đổi sơ cấp trên ma trận A để chúng ta rút gọn ma trận A này. Hàng đầu vẫn giữ nguyên. Rồi, mình sẽ lấy hai lần hàng 2 mình trừ đi hàng đầu. Đây, hai lần hàng 2 trừ đi hàng đầu. Thu được cái gì? Trước đầu là 0. 2 nhân 9 trừ 3 là 15. 2 nhân 4 trừ 1 là 7. Ok, dưới đây là hai lần hàng 3 trừ đi hàng 1. 2 lần hàng 3 trừ hàng 1 là 0. 2 lần hàng 3 trừ đi hàng 1 là 2x trừ đi 3. 2 lần hàng 3 trừ đi hàng 1 là 17. Rồi. Vậy thì để hạng của ma trận này bằng 2 thì hai hàng cuối phải tỷ lệ với nhau. Thì khi chúng ta rút gọn đi thì một hàng nó toàn là 0 đúng không các bạn? Cho nên chúng ta sẽ có là 2x trừ 3 chia cho 15 chính là bằng cái gì? Là bằng 17 chia cho 7. Đây. Lấy hai thằng cuối chia cho nhau phải bằng nhau. Rồi vậy thì chúng ta chỉ cần việc dùng Casio để rút gọn thôi, đó là 2x trừ 3 nó phải bằng cái gì? Mình sẽ lấy nhân lên 15 nhân 17 chia 7. Cái chip xôn. Rồi mình sẽ thu được kết quả là 138 phần 7. Đáp án đúng ở đây là phương án D. Rồi chúng ta sẽ đến với lại câu số 3. Và đoán kêu là tìm tọa độ của vectơ U trong cái basis S này. Rồi, vậy thì bạn nhớ cho mình một công thức thôi, đó chính là gì? U trong S sẽ bằng cái gì các bạn? Chính là bằng S trừ 1 nhân với lại U. Vậy thì S ở đây chính là gì? Lấy kỹ cho mình sẽ viết cái S này theo cột dọc, tức là đây là 1, 2, 1, 2, trừ 5, 1, 2, 1, 14, chia cho 9. Đây, mình lấy ma trận nghịch đảo của nó, mình nhân với lại ma trận U là 2 trừ 5 4. Ừ, nếu như bạn để ý thì theo mình đề này nó bị sai, bởi vì sao? Chẳng hạn như ở đây nó phải có chữ T nè. Tại vì sao? Vì kích thước khi chúng ta nghịch đảo ma trận này sẽ là một ma trận có kích thước là 3 x 3. Đằng sau đây sẽ là ma trận có kích thước là 1 x 3 đúng không? Cho nên chúng ta không thể nào nhân hai ma trận này lại được. Vì cái số đầu chỗ này phải bắt buộc là bằng số 3. Thì chúng ta mới nhân được. Nên theo mình câu này bị sai đề, chúng ta sẽ không làm câu này. Rồi, chúng ta sẽ đến với lại câu tiếp theo. Câu số 4 đây là một câu liên quan đến mặt diện.
Vậy thì có cái bước để mà làm như sau. Bước thứ nhất, chúng ta nhìn ở cái điểm nối, là mình sẽ nhìn ở điểm nối A trước. Bạn thấy không? Đi vào phải bằng đi ra, tức là Y1 đi vào, Y2 đi vào và đi ra là Y3. Vậy thì mình sẽ có đó là đi vào Y1 cộng Y2 phải bằng cái lượng đi ra bằng Y3. Tức là mình có thể mình viết lại phương trình này là Y1 cộng Y2 trừ Y3 nó bằng 0. Đây. Rồi, bây giờ mình sẽ nhìn trên từng cái vòng, trên từng cái vòng mạch điện. Đây mình sẽ nhìn cái vòng đầu tiên là vòng này. Đây bạn thấy không? Đây. Rồi vậy thì mình sẽ làm từ đơn giản nhất là từ Y1. Và đấy kỹ cho mình, Y1 nó đi qua cái điện 5V và nó lại cùng với lại cái chiều xoay đúng không? Nó lại cùng cái chiều cùng với lại cái chiều xoay cho nên là mình sẽ lấy 5Y1. Tiếp theo mình đến Y3 thì bạn thấy không? Y3 này đi xuống và nó đi vào 20 ôm và bạn thấy không? Nó cùng với lại cái chiều xoay luôn. Đây cùng với cái chiều xoay cho nên mình sẽ lấy cộng 20Y3. Rồi tiếp tục nó đi vào cái điện hiệu điện thế 50V. Bạn thấy nó đi vào bản âm không? Nó đi vào bản âm. Cho nên mình sẽ lấy trừ 50. Nó sẽ bằng 0. Và mình sẽ rút gọn cái này lại là 5Y1 cộng 20Y3. Và cái này sẽ bằng bằng 50. Rồi, tiếp theo mình làm tương tự với lại nhánh ở bên tay phải. Trước hết là mình sẽ đến điện thế Y2. Bạn thấy không? Y2 nó bị ngược với cái chiều chiều xoay này đúng không? Cái chiều vòng xoắn này. Và nó đi vào R. Mà R bằng 18, cho nên mình sẽ lấy trừ 18 Y2. Tiếp tục, mình thấy nó đi vào bản âm, đúng không? Nhìn cái chiều quay này nè, cái chiều xoay này nè. Nó đi vào bản âm của 30V, cho nên mình sẽ lấy trừ 30. Chắn ngay bằng 0 rồi. Còn cái tiếp tục là cái 20 này. Thì bạn thấy không? Nếu như chúng ta đi theo cái chiều này cho đi lên, thì nó bị ngược với cái chiều của Y3, bạn thấy không? Chắn ở đây sẽ là trừ 20 Y3. Đây, rồi mình sẽ rút gọn lại, chúng ta sẽ thu được 18Y1 18Y2 cộng 20Y3 và nó sẽ bằng bằng trừ 30. Đây, chúng ta đã có hệ 3 phương trình 3 ẩn. Bây giờ chúng ta sẽ bấm máy để chúng ta giải quyết thôi. Chính là gì? Mod 9 1 3. Bạn nhập vào cho mình 1 1 trừ 1 0 theo là 5Y1 20Y2 20Y3 bằng 50. Tiếp tục là 0Y1 18Y2 20Y3 bằng trừ 30. Thu được bài toán cho tìm Y2 đó là Y là bằng trừ 35 phần 11. Đáp án ở đây là phương án A. Rồi chúng ta sẽ đến với lại câu số 5. Bài toán cho tập các cái vector là tập M này chứa 3 vector. Bài toán cho tìm X sao cho M là spanning set của không gian hai chiều, chỉ có hai chiều, chứng tỏ nó chỉ cần hai vector thôi. Cho nên mình sẽ suy ra điều gì? Ba vector này mình đặt đây là V1, V2 và V3 thì mình sẽ suy ra được là V1, V2 và V3 sẽ linearly dependent. Và chúng ta sẽ viết cái ma trận của ba vector này lại theo chiều dọc đó là 1, 1, trừ 3, 2, 1, 12, x trừ 1, 2x. Đây là 3x. Thì mình sẽ suy ra điều gì? Hạng của cái ma trận này, trang của cái ma trận này nó phải như thế nào? Nó phải bé hơn 3 đúng không? Thì nó mới linearly dependent được. Nói chung là chúng ta sẽ rút gọn ma trận này thôi. Chính là mình sẽ lấy hàng 2 mình trừ đi hàng 1 đúng không? Hàng 2 trừ đi hàng 1. Đó là hàng đầu vẫn giữ nguyên 1 2 x trừ 1. Lấy hàng 2 trừ đi hàng 1 đây là 0, đây là trừ 1. 2x mà trừ đi này nữa là x cộng 1 đúng không? Mình sẽ lấy hàng 3 mình cộng với lại 3 lần hàng 1. Chỗ đầu là 0 rồi. Hàng 3 cộng 3 lần hàng 1 là 18 đúng không? Hàng 3 cộng 3 lần hàng 1 là 6x trừ đi 3. Đây. Rồi, rồi chúng ta đang cần biến đổi sao cho răng của cái ma trận này phải bé hơn 3. Răng bé hơn 3, mình chữ R đây, răng bé hơn 3. Vậy thì chúng ta phải chắc chắn một điều đó là để răng này bé hơn 3 thì hai hàng cuối nó phải tỷ lệ với nhau đúng không? Nếu như nó không tỷ lệ với nhau thì khi chúng ta rút gọn đi thì nó vẫn sẽ có một hàng, nên là hạng nó sẽ bằng 3 rồi. Chắc chắn là hai hàng cuối này phải tỷ lệ với nhau. Tức là 18 chia cho trừ 1 phải bằng cái gì các bạn? 18 chia trừ 1 phải bằng 6x trừ 3 chia cho x cộng 1. Ở đến đây chúng ta chỉ cần Casio nó là xong thôi. Trừ 18
Nó sẽ là bằng cái gì? Mình nhập lại y xì nó luôn. Đó là 6x trừ 3 chia cho x cộng 1. Bây giờ mình sẽ shift show này, mình tìm ra x. Bùm, đây. Ăn bằng, x là bằng trừ 5 phần 8. Trừ 5 phần 8 và đáp án đúng ở đây là phương án A. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với lại câu số 6. Để đánh cho ma trận A có chứa một ảnh x, để đánh kêu tìm x để A khả nghịch. Nghĩa là gì? Có nghĩa là det của A. Det của A ở trường hợp này nó phải khác không? Thì nếu như mà det A khác không, người ta có thể suy ra được một điều, đó chính là rank của ma trận A chắc chắn trường hợp này nó phải bằng 3. Đây, rank của A phải bằng 3. Đó, bây giờ để tìm rank của A rất là dễ, chúng ta chuyển việc chúng ta biến đổi ma trận này thôi. Biến đổi cái phép biến đổi sơ cấp 2 3 6. Mình sẽ lấy hai lần hàng 2 mình trừ đi hàng 1. Hai lần hàng 2 trừ đi hàng 1 là 0. Hai lần hàng 2 trừ đi hàng 1 đây là 1. 8 này là 2. Ok. Và mình sẽ lấy cái gì? Mình sẽ lấy hàng 3 trừ đi 3 lần hàng 1. Đây là 0. 3 trừ 3 lần hàng 1 là x trừ 9, đúng không? Hàng 3 trừ 3 lần hàng 1 là 2 trừ 18 là trừ 16. Vậy thì đề hạng của ma trận này là bằng 3, tức là hai hàng cuối phải không được tỷ lệ với nhau. Tức là x trừ 9 chia cho 1, đó là bằng x trừ 9 à. Nó phải như thế nào? Nó phải khác với lại trừ 16 chia cho 2. Tức là cái này là bằng, bên đây là bằng trừ 8 rồi. Thì ta sẽ suy ra được đó là x nó phải khác 1. Đáp án đúng ở đây là phương án B. Rồi tiếp theo ta sẽ đến về câu số 7. Đề cho set S bao gồm 3 vector e1, e2, e3 linearly independent. Đây. Rồi mình đánh kê tìm tất cả giá trị m sao cho set S1 bao gồm 3 vector is linearly dependent. Đây. Khi mình đọc yêu cầu bài toán, mình nghĩ ngay đến việc là mình sẽ chọn ra cái vector e1, e2, e3 sao cho S linearly independent. Mình sẽ chọn ngay cái standard basis. Nó nghĩa là gì? Mình sẽ chọn ngay luôn. Đó là E1 là bằng 1, 0, 0 đúng không các bạn? Đó. Rồi mình chọn E2 luôn. Là bằng 0, 1, 0. E3 là 0, 0, 1. Đây rất là dễ. Rồi bây giờ mình sẽ viết tại tập S1. E1 sẽ bằng cái gì? Các bạn hiểu với mình. 4E1 cộng trừ 3E2 cộng 5E3. Thì nó chính là gì? 4 trừ 3, 5. Đây chính là các cái hệ số trước E1, E2 luôn. Chúng ta thứ hai là bao gồm 6 trừ 1 trừ 2. Đây. 6 trừ 1 trừ 2 và cái thứ ba đó chính là trừ 1 trừ 4 và M. Đây. Tập S1 nó gồm ba cái vector này. Bài toán kêu là tìm M để S1 linearly dependent. Mình sẽ viết lại cái vector này theo chủ dọc. Tức là 4 trừ 3 5 6 trừ 1 trừ 2 trừ 1 trừ 4 và M. Để cái S1 này linearly dependent thì rank của cái này nó phải bé hơn 3. Bạn sẽ biến đổi cho mình như sau, nó sẽ từ các cái phép biến đổi thôi, đơn giản. Chính là gì? Mình sẽ lấy 4 4 lần hàng 2 mình cộng với lại 3 lần hàng 1. Đúng không? 4 lần hàng 2 cộng 3 lần hàng 1. Đây là mình ghi lại hàng đầu vẫn giữ nguyên nha, 1 6 trừ 1. 4 lần hàng 2 cộng 3 lần hàng 1 đây là 0. Trừ 4 cộng 18 là 14. Trừ 16 trừ 3 là trừ 19. Tiếp tục mình sẽ lấy 4 lần hàng 3 mình trừ đi 5 lần hàng 1. Đầu luôn luôn là 0 rồi. Trừ 8 trừ 30 là trừ 38. Đây là 4m. Trừ cho trừ 5 là cộng 5. Đây, để rank của cái này bé hơn 3 thì hai hàng cuối nó phải tỷ lệ với nhau, tức là trừ 38 chia cho 14 nó phải bằng cái gì các bạn? Nó phải bằng 4m cộng 5 chia cho trừ 19. Rồi bây giờ để giải ra m thì rất là dễ đúng không? Cho chuyện ship xong một cái là xong thôi. Là mình sẽ nhập vào trừ 38 chia cho 14 và nó sẽ bằng với lại 4m mình thay 4x cộng 5 chia cho trừ 19. Nên mình sẽ xích cho là mình giải x. Đây, an bằng. Rất là đẹp đúng không? X bằng 163 phần 14. Đáp án chính xác ở đây là phương án A. Chỉ cần thấy việc chúng ta cụ thể hóa các cái vector E1, E2, E3
bằng bằng cái standard basic giúp chúng ta giải bài toán này rất là nhanh. Còn nếu như bạn giải tự luận thì nó cũng khá là phức tạp đấy. Còn bây giờ ta sẽ đến với lại bài tiếp theo. Rồi câu số 8. Cho một cái vết, cho vector space x với hai cái basic là s và s1 thì cho vector u theo s là -8, -8, 17 và cho cái basis f1 nữa. Bài toán kêu us1 bằng bao nhiêu? Đề bài cho us là tọa độ của vector u trong cái basis s này là -8, -8, 17. Mà cái basis s này bao gồm ba vector là đó là u, v và v kép, người ta sẽ chia ra được là vector u chính là bằng, chúng ta sẽ coi cái này là các cái hệ số, tức là -8 nhân cho vector u. Bạn tưởng tượng nhá, u thuộc s này và u này là hai vector khác nhau, sẽ ghi lại đây thôi, đây là u lớn là bằng -8 u nhỏ cộng cho -8 v còn cộng với lại 17 v kép, đây là vector u lớn, ta sẽ bằng như đây. Rồi bây giờ nó hỏi tọa độ của vector u này trong cái basis s1 thì như vậy thì chắc chắn nếu như mình muốn tọa độ của u s1 thì bây giờ mình phải làm sao, mình sẽ đặt nó là bằng a lần của u cộng v kép, đúng không? U cộng v kép. Rồi mình sẽ cộng với lại b lần u cộng v, b lần của u cộng v cộng với lại c lần 2u, 2u cộng với lại v kép. Đúng không? 2u cộng với v kép. Rồi. Đến đây mình đã làm sao đây để tìm được a b c, ta sẽ rút gọn lại bằng u nhân cho a cộng b cộng với lại 2c. Rồi, tiếp tục. Còn cái vector v mình sẽ lấy là gì, a cộng b, rồi cái c không có v, rồi cộng với lại v kép sẽ nhân cho a cộng với lại c. Rồi và chúng ta đang có cái này bằng -8 lần u. À, lưu ý vector u lớn này nó bằng -8 lần u, vậy tức là cái này phải bằng -8, nó bằng -8 lần v, tức là cái này cũng bằng -8 và 17 lần v kép, tức là cái này bằng 17. Và chúng ta có cái hệ đó là gì? Hệ chúng ta thu được ở đây đó là a cộng b cộng 2c sẽ bằng -8, a cộng b sẽ bằng -8, a cộng c sẽ bằng 17. Và bây giờ chúng ta trình giải đã được a b c đó là xong, ta bấm mod 913 nhập các cái hệ số vào 1 1 2 -8, 1 1 0 -8, 1 0 1 17. Ta chân giải đã được 17 - 25 và 0. 17 - 25 và 0 mới đáp án đúng, đây là phương án A. Rồi câu số 9. Bài toán kêu là tìm dim của cái vector v span bởi ba cái này. Thì cái cách tìm dim, dim v, dim của v chính là bằng cái gì? Chính là bằng rank của ma trận S. Rồi và ma trận S này thì mình có thể viết lại nó bằng cái gì? Viết theo cột dọc 2 - 2 - 4 - 1 - 3 - 6 - 1 - 5 - 2. Chẳng hạn ma trận này thì bé là bằng 3 đúng không? Qua loại liền. Đúng không? Rồi bây giờ chúng ta chỉ cần biết rút gọn thôi. Là bạn làm cho mình đó là bạn lấy hàng 2 bạn cộng với lại hàng 1 là xong. Đây là 2 1 1 hàng 2 cộng hàng 1 0 4 -4. Mình lấy hàng 3 mình trừ 2 lần hàng 1. 0 3 trừ 2 lần hàng 1 là 4. 3 trừ 2 lần hàng 1 là -4 à. Và bạn thấy không? Hai hàng cuối tỷ lệ vậy ta sẽ suy ra được là rank này, rank của ma trận này phải bằng 2. Chứng tỏ là dim của V bằng rank S bằng 2. Rồi câu số 10. Và đánh chơi là cho vector space V span bởi hai cái vector 7-1-2 và 8-1-1. Đánh kêu tìm x sao cho M là spanning set của V. V được span bởi hai cái vector này. Vậy khi vậy cho nên là vector này mình đặt đây là V1, đây là V2 và đây là vector V3. Vậy chứng tỏ là V1, V2 và V3 sẽ linearly dependent, là mình sẽ viết tại đây là 7 - 1 - 2 - 8 - 1 - 1 - 2 - 4 x. Hạng của ma trận này sẽ bé hơn 3. Đó bây giờ mình chỉ biến đổi thôi. Mình sẽ lấy là 7 lần hàng 2 cộng với lại hàng 1. 7 8 2 7 lần hàng 2 cộng hàng 1 là 0, 7 này cộng lên là 15. 28 + 2 là 30, đúng không?
Rồi mình sẽ lấy 7 lần hàng 3, mình trừ đi 2 lần hàng 1. 7 lần 3 trừ 1 là 0. 7 đây là trừ 7, trừ 18 nữa là trừ 23 hả? Thế là 7x trừ đi 4. Rồi, vậy thì để hạng của ma trận này vẽ hơn 3 thì mình sẽ suy ra điều gì? Đó chính là hai hàng cuối nó phải tỷ lệ với nhau, đúng không? Trừ 23 phần 15 nó phải bằng 7x trừ 4 chia cho 30. Đến đây mình chỉ cần shift zone là sẽ nhập vào máy tính thôi. Đó là 7x trừ 4 chia 30 bằng trừ 23 chia cho 15. Nên mình sẽ shift zone thôi. Đây, x bằng trừ 6. Đáp án đúng đây là phương án D. Bây giờ mình sẽ đến với lại câu 11 cho ma trận A và ma trận B là hai ma trận vuông cấp 4. Và chúng ta biết DA, loại DA bằng 2 và DB bằng 8. Rồi, chúng ta sẽ áp dụng các cái biến đổi cơ bản trên ma trận A như sau. Lưu cho mình khi do đổi chỗ R1 đổi chỗ với R2 thì DS của A nó sẽ bằng trừ 2, nó sẽ nhân trừ 1 vào cái DS A. Vì khi chúng ta đổi chỗ hai hàng bất kỳ thì cái DS nó sẽ bị nhân với lại trừ 1. Rồi, tiếp tục chúng ta lấy R2 trở thành 2R2 cộng R3. Thì bước 1 chúng ta phải nhân 2 vào cái R2 đúng không? Khi chúng ta nhân một cái số vào cái hàng thì cái DS của ma trận sẽ nhân với lượng tương tự, tức là DSA nó sẽ bằng 2 chúng ta nhân với lại trừ 2. Đây, thì đây chúng ta nhân với 2 mà đúng không? Nên chúng ta cũng phải nhân 2 vào cái DS là nó sẽ bằng trừ 4. Chúng ta cộng thêm R3 vào thì nó không cần thay đổi. Cộng bao nhiêu lần R3 nó cũng vậy thôi. Thì chúng ta thu được ma trận mới là ma trận A1. Vậy DS của A1 chính là bằng trừ 4. Rồi, đáng kia là tính DS của 2A1 nhân cho B trừ 1. Và bạn lưu ý cho mình cái này bằng cái gì? Khi chúng ta nhân một hằng số rồi chúng ta lấy DS thì chúng ta phải lấy hai mũ kích thước là 2 mũ 4 nhân cho DS của A1. Rồi còn cái đằng sau là DS của B mũ trừ 1, tức là 1 chia cho DB. Rồi, bạn thay số cho mình 2 mũ 4 là 16. A1 là bằng trừ 4. Và 1 chia DB là 1 phần 8. Vậy ở đây mình chia ra được đáp án nó sẽ là trừ 64 chia cho 8 là bằng trừ 8. Rồi chúng ta sẽ đến với lại câu 12. Đánh cho ma trận A, B, C. Đánh kêu tìm ma trận X. Sao cho A, X, B bằng C. Mình ghi lại đây. A nhân ma trận X nhân ma trận B phải bằng ma trận C. Vậy làm sao đã tìm được X? Thì cách giải rất là dễ như sau. Chúng ta sẽ nhân nhân vào bên tay trái của cái ma trận C, ma trận A trừ 1. Tức là gì? Chúng ta nhân A trừ 1 vào bên trái của hai vế. A, X, B sẽ bằng cái gì? A trừ 1. A mũ trừ 1 nhân cho C. Và bạn biết rồi, A nhân A trừ 1 là ma trận Y. Thì chúng ta có thể coi nó bằng 1 thôi, cho bỏ đi. Còn lại là XB sẽ bằng A trừ 1 nhân cho C. Bây giờ chúng ta sẽ nhân B trừ 1 ở bên tay phải của hai vế. Là mình sẽ nhân với B trừ 1 ở đây. Và biết rồi, B nhân B trừ 1 cũng là Y luôn. Nên chúng ta sẽ còn được đây là X sẽ là bằng A trừ 1 nhân cho C nhân cho B trừ 1. Rồi, còn lại là chúng ta nhập ba ma trận này vào và nó bấm máy tính thôi. Mod 4. Chứ chúng ta tạo ma trận A có kích thước là 2 x 2. 6 trừ 3 1 6. Ma trận A xong rồi. Ta bấm option tạo ma trận B kích thước là 3 x 3. 1 trừ 3 6. 5 3 6. 0 6 trừ 3. Chúng ta thu được ma trận B rồi. Bây giờ mình bấm option tạo ma trận C kích thước là 2 x 3 trừ 3 1 3 3, 1, 3. Rồi, vậy là xong. Bây giờ mình sẽ tính phép này. Ma trận A option 3. Ma trận A trừ 1. Nhân cho, ở đây là nhân ma trận C. Nhân cho ma trận B trừ 1. Bấm phím bằng. Ta thu đáp án 0.3846. Đây. 385. Cái đáp án đúng ở đây là phương án A. Rồi. Mở đến với câu 13 và đánh cho cái tập M bao gồm hai vector, đánh kêu tìm x sao cho vector V thuộc cái span của M. Thì làm sao đây? Đây nghĩa là gì? Vector V này nó phải được cấu thành bởi hai vector mình đặt bên đây là vector V1 và vector V2. Vector V này cấu thành bởi hai vector kia, đúng không? AV1 cộng với lại B lần V2. Bây giờ mình phải tìm A và B. Rồi thì bạn phải rồi bây giờ mình sẽ làm như sau. Trước hết là mình sẽ xét đến x của ba vector này.
thì mình nhìn thấy nó là như thế này. Vậy là mình sẽ suy ra được là trừ 8 nó phải là bằng A nhân 2 cộng B nhân 3. Còn bây giờ mình sẽ nhìn đến cái Z trừ 8, 3 và 3. Tức là 3 phải bằng trừ 8 lần nhân A cộng 3 lần nhân B. Tại sao mình lại nhìn x và z của nó? Bởi vì mình thấy ở y của nó là một cái ảnh x. Cho nên từ hệ hai phương trình hai ảnh này thì mình có thể dễ dàng mình giải ra được a và b luôn, đúng không? Bây giờ mình sẽ bấm vào máy, bấm máy tính nào. Mod 9 1 2 mình nhập vào 2a cộng 3b bằng -8. -8a cộng 3b bằng 3. A là bằng -11 phần 10. Còn B là bằng cái gì? B là bằng trừ 29 chia cho 15. Vậy thì mình sẽ suy ra được đó là gì? Đó nó sẽ là bằng trừ 11 phần 10 vector V1 cộng lại trừ 29 phần 15 vector V2. Vậy bây giờ mình sẽ nhìn ra được là cái y cái ở giữa là chữ ẩn x này nè, sẽ là bằng trừ 11 phần 10 của số 3 nhân với lại 3 cộng với lại trừ 29 phần 15 của cái số số 1. Và mình sẽ bấm máy thôi. Đó là mình sẽ bấm như sau. Trừ 11 chia cho 10 nhân với lại 3 cộng cho trừ 29 chia 15. Đáp án là trừ 157 phần 30, trừ 157 phần 30 là đáp án C. Rồi mình đến với lại câu số 14 cho homogeneous system AX bằng 0 và cho mai trần A. Đó hỏi là tìm số lượng ẩn tự do free variable. Vậy cái cách làm này như sau, trước hết mình sẽ rút gọn là gì, mình sẽ đưa cái mai trần A về row echelon form. Thế là sao? Trước hết là mình sẽ lấy hàng 1 mình cộng với lại hàng 2. Hàng đầu vẫn giữ nguyên nha các bạn. 4 3 trừ 2 trừ 2. Và mình cộng lại 0 4 4 2 đúng không? 0 4 4 2. Rồi mình sẽ lấy hàng 3 mình cộng với lại hàng 1 luôn, đúng không? Hàng 3 cộng hàng 1. 0, 12, cộng vào 12, cộng vào là 6. Hàng 2 với hàng 3 này đang tỷ lệ nhau 3 lần nè. Bây giờ mình sẽ rút gọn. Mình sẽ lấy hàng 3 mình trừ 3 lần hàng 2 đi là xong thôi. Đây sẽ là 4, 3, trừ 2, trừ 2. Đây là 0, 4, 4, 2. Hàng cuối là 0, 0, 0, 0. Số lượng ẩn tự do sẽ coi nó gồm 4 ẩn là x1, x2, x3 và x4. Như các bạn thấy nó sẽ là bằng 4x1 cộng 3x2 trừ 2x3 trừ 2x4 bằng 0 là hệ đầu tiên. Mình chỉ có hai hệ thôi. Thứ hai là 4x2 cộng 4x3 cộng 2x4 bằng 0. Các bạn thấy không? Có x1 rồi nè, có x2, nhưng cái phương trình tiếp theo liên quan đến x3 và cái một cái phương trình nữa liên quan đến x4 thì nó lại không có. Để chứng tỏ đó là gì? Chứng tỏ rằng x3 và x4 là các free variable. Vậy chứng tỏ là sẽ có hai cái free variable và đáp án đúng đây là phương án B. Rồi bây giờ mình sẽ đến với lại câu 15 cho tập gồm có ba vector V1, V2 và V3 như thế này. Anh kêu là tìm M để tập vector này linearly dependent. Vậy thì làm sao để tập các cái vector này linearly dependent? Vậy thì trước hết chúng ta sẽ viết nó thành một cái ma trận đúng không? 5 2 1 2 m 1 m 1 2 để cái này linearly dependent, tức là rank của cái này phải bé hơn 3. À, rank của ma trận này phải bé hơn 3. Rồi bây giờ các bạn rút gọn cho mình thôi là mình sẽ lấy cái gì đây? 5 lần hàng 2 mình trừ 2 lần hàng 1. Mình không thích làm việc với phân số nên là mình cứ nhân số lớn lên thôi. Hàng đầu vẫn giữ nguyên nhé, 5 2 m. 5 lần hàng 2 đây là 0 rồi. 5 lần hàng 2 trừ 2 lần hàng 1. 5m trừ 4. 5 lần hàng 2 trừ 2 lần hàng 1, 5 trừ 2m. Rồi tiếp tục mình sẽ lấy 5 lần hàng 3 mình trừ đi hàng 1. 0. 5 lần hàng 3 trừ đi hàng 1 là 3. 5 lần hàng 3 trừ đi hàng 1 là bằng 10 trừ m. Để hạng nó bé hơn 3 thì sao? Hai hàng cuối nó phải tỷ lệ với nhau, đúng không? Tức là 5m trừ 4 chia cho 3 phải bằng cái gì? 5 trừ 2m chia cho 10 trừ m.
đúng không? Thì hạng nó mới bị anh ba được. Vậy thì đến đây mình chỉ cần việc mình Casio thôi là xong. Rồi bây giờ mình sẽ, thay vì mình giải nó bằng nhau đúng không, mình sẽ trừ đi, mình sẽ bấm phím can từng đáp án. Đáp án 1, 5 cộng căn 25, đây là 5 cộng 5 là 10 nè. Đây, à, 10 thì nó vi phạm cái mẫu rồi, cho nên nó không tính được. Bấm phím can, tiếp theo là 11 đúng không? Nó bằng 0 này, đáp án đúng ở đây là phương án B. Đây, căn 25 là số 5 nè, và đề là ghi căn 25. Rồi bây giờ mình sẽ đến với câu 16, bài toán cho hai cái vectơ E1 và vectơ E2. Bạn hỏi là vectơ nào dưới đây là linear combination của E1 và E2. Thì bây giờ mình sẽ giải như thế nào? Rồi bây giờ trước hết thì mình biết là nếu như nó là linear combination của E1 và E2, tức là vectơ V này nó sẽ bằng A lần E1 cộng B lần E2 đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ loại trừ cái đáp án cho nó dễ nè. Mình thấy có mỗi cái này có 105 thôi, còn lại là 104 hết, thì lại cao thôi, là có A hay không đúng. Rồi bây giờ việc mình cần làm là mình thử với câu BCD thì mình thấy như sau. A lần, bây giờ mình sẽ nhìn đến thành phần x, thành phần đầu tiên là 0 với lại 4, là mình sẽ có hệ đầu tiên đó là 0A cộng 4B, nó sẽ bằng thành phần đầu là 104 đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ nhìn nhìn đến thành phần thứ hai là 288, và mình thấy là 289 thì cũng có vẻ câu D cũng có thể là không đúng đúng không? Mình làm theo tiếp theo đó là 8A cộng 8B thành phần thứ hai, nó sẽ bằng 288 đây. Và từ hai cái này mình đã giải ra được A và B thôi. Bây giờ mình sẽ bấm máy như sau. Mod 912. Bấm vào 103 0 4 104 8 8 2 8 8 10 và 26. A bằng 10, B bằng 26. Để chắc chắn thành phần C nó sẽ là bằng cái gì đã? 8A cộng 2B. 8A cộng 2B. Mình sẽ thử máy thôi. 8 nhân A là 80, cộng 2 nhân 50, 2 nhân 26 là 52 đúng không? 132. À đúng, đây là phương án C. Đấy, bạn thấy hay không? Chúng ta sẽ quan sát lần lượt các đáp án. Bạn thấy cái số nào nó chiếm tỷ lệ nhiều hơn thì thường là cái số đúng. Bạn hiểu ý mình không? Đó, nên là mình có thể loại trừ 104, 105 trước nè. Rồi sau đó là 288 với 289 đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ đến với câu 17. Thì chắc chắn đây là một câu thuộc dạng bài Markov chain. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ phân tích như sau. Nhất là nó sẽ có hai trạng thái của con chuột. Đang nói về con chuột nè, loài chuột. Sẽ có hai trạng thái là infected là bị nhiễm bệnh và non-infected là không bị nhiễm bệnh. Mình sẽ đặt đây viết tắt là infected đây thôi, là infected. Còn bên đây là non-infected. Chúng ta sẽ tạo một ma trận với kích thước là 2 x 2. Bên đây là infected. Còn đây là non infective. Bạn nhớ chứ mình là nó sẽ đi từ from, đi từ các cái cột đến các cái hàng, tức là từ infective qua bên đây, non infective cũng qua bên đây, rồi tiếp tục là infective qua non bên đây và non infective qua bên đây, đi từ cột xuống rồi đi ngang qua hàng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phân tích bài toán. Trong một cái tuần bất kỳ 50% là 0,5 nè, tỷ lệ rằng infected mouse overcome vượt qua virus, nghĩa là nó sẽ trở thành không nhiễm bệnh, tức là nhiễm bệnh mà trở thành không nhiễm bệnh là mình sẽ điền ở ô này, và ô này sẽ có tỷ lệ là 0,5. Và bạn hiểu rồi, trong cái dạng bài Markov chain, tỷ lệ trên mỗi cái cột, các cái cột này khi chúng ta cộng lại nó bằng 1, tức là ở đây cũng bằng 0,5 luôn. Tương tự trong cái tuần đó thì 20% là 0,2, non infective là không nhiễm bệnh trở thành nhiễm bệnh, non infective trở thành nhiễm bệnh đúng không? Thì đây chính là 0,2% và bên đây là 0,8, lấy 1 trừ 0,2 là ra đúng không? Và chúng ta đã có ma trận tỷ lệ probability matrix, mình đặt cái này bằng ma trận P. Người ta nghiên cứu trên một loài chuột với dân số là 938 con mà có 351 con đang bị nhiễm bệnh. Đây là ma trận, đây là ma trận X0 là ban đầu. Cái bao gồm 351 con nhiễm bệnh và mình sẽ lấy 938 938 trừ 351 con, còn lại 587 con. 587 con chưa bị nhiễm bệnh. Nó hỏi là sau 2 tuần thì số lượng con bị nhiễm bệnh là bao nhiêu? 2 tuần.
đúng không? 2 tuần. Thì bây giờ mình làm sao đây? X2 2 tuần sẽ bằng cái gì? P bình phương 2 tuần nhân cho x0. Đây mình xem công thức của nó là xn sau n tuần sẽ bằng p mũ n nhân cho x0. Thôi bây giờ mình áp dụng cho p bình phương nhân x0, mình nhập vào máy. Mod 4 chỉ có thay đổi ma trận, tạo ma trận b đi cho nó nghe nó giống giống p với b. Đây là 0.5, 0.2, 0.5, 0.8. Đây là mình được ma trận B. Rồi bây giờ ma trận X thì mình đặt đây là ma trận A đi chẳng hạn. Đây mod 4 mình tạo ma trận A. Trước là 2 nhân 1. 3 5 1. 3 5 1. 5 8 7. 5 8 7. Rồi bây giờ mình sẽ lấy ma trận B. Mình bình phương lên 2 tuần nhân cho ma trận A. Và chúng ta sẽ thu được đáp án là 275.47. Bởi vì cái cột đầu này là infected. Nhớ kỹ cho mình nha, cái này cột đầu là infected, còn đằng sau đây là non infected. Rồi nó hỏi số lượng loại nhiễm bệnh, số lượng chuột nhiễm bệnh là 351. Đây là, vậy thì cái số lượng chuột nhiễm bệnh ở đây sẽ là 275.47, là khoảng 275 con. Rồi bây giờ mình sẽ đến lại câu 18. Thì nếu mình đọc cái dạng bài này mình nhìn thấy được nó thuộc dạng là input output model. Thì bạn để ý kỹ cho mình, sẽ gồm hai trạng thái là cold và still. Mình đặt đây là cold và still. Tiếp tục bên đây là cold và still. Thì bạn tưởng tượng cho mình bên đây nó sẽ ngược lại, đó chính là gì? Trước hết là để sản xuất một đô la của cold. Một đô la của cold là trên cột này thì sẽ bao gồm 0,02 đô la của một cold luôn. Tức là cold mà dùng cái số lượng cold bên đây. Đây, mình viết bút xanh. Đây, dùng cái số lượng call bên đây chính là 0,02 và nó cần 0,1 của steel, là nó dùng cái số lượng steel đây là 0.1. Và tương tự steel thì cần 0.5 của call và 0.2 của chính nó, 0.2 của steel, và mình đã thu được ma trận này. Đây là ma trận A rồi, và chúng ta có external demand ma trận E là bằng cái gì? Câu là 1, 4, 3, 5, 9. Still là 1, 7, 7, 0, 2. Rồi, tìm ma trận output. Vậy, ma trận output của nó có công thức là gì? Thì các bạn để ý kỹ công thức cho mình, nó chính là gì? X sẽ là bằng AX cộng với lại E. Đây, đây là ma trận output và bạn sẽ thực hiện các cái phép biến đổi cho mình. Nếu như chúng ta chuyển cái AX qua về bên tay trái, chúng ta thu được là Y trừ AX. Y trừ A nhân cho X sẽ bằng ma trận E. Và chúng ta sẽ suy ra được một điều rất là quan trọng, đó là ma trận X bằng cái gì? Y trừ A mũ trừ 1 nhân cho ma trận E. Còn việc còn lại là chúng ta bấm Casio mà thôi. Mod 4, ma trận A có kích thước là 2 x 2, 0.02, 0.5. 0.5, 0.1, 0.2, đây là ma trận A. Rồi bây giờ mình tạo ma trận E thì mình để cho nó cuối cuối ma trận D đi. Rồi bây giờ mình tạo ma trận E thì mình dùng ma trận D nó dễ. 2 nhân 1, 1, 4, 3, 5, 9, 1, 7, 7, 0, 2. Rồi bây giờ mình sẽ lấy ma trận đơn vị cấp 2, ma trận đơn vị cấp 2, trừ đi option ma trận A, lấy ma trận nghịch đạo nhân với lại ma trận D, thu được đây là 27708, 27708, mình nhìn ngay được câu A thôi đúng không? Rồi số còn lại là 25991. Rồi ok, đáp án đúng, đây là phương án A. Rồi bây giờ mình sẽ đến với lại câu 19. Trong R2 bao gồm 3 cái basis là S1, S2 và S3, bạn thỏa mãn như sau. U trong S1 thì nó sẽ bằng trừ 32. Ma trận di chuyển từ S1 qua S2 là như đây. S3 qua S2 là như đây. Nó hỏi U S3 bao nhiêu? Nó sẽ áp dụng công thức rất là từ từ thôi. U S3. U S3. Bây giờ nó sẽ bằng cái gì? Nó sẽ là bằng P chuyển từ S2 sang S3 của U S2. Đây, mình đưa S3 về S2 trước. Bên đây là P S2, S3 giữ nguyên. Rồi bây giờ mình sẽ đưa S2 này về S1, tức là P đi từ S1 đến S2.
của US1. Và mình đã có US1 ở đây là bằng trừ 3, 2 viết theo chiều dọc. Rồi, bây giờ mình sẽ biến đổi tiếp. Để cho đi từ S3 qua S2, mà đây mình cần S2 qua S3, vậy mình gọi đây là mai trận P2. Mình đặt trên đây là mai trận P1 đi cho nó dễ. Nó sẽ bằng P2 trừ 1 đảo lại. Ở đây chỉ giữ nguyên thôi, nhân P1 nhân cho trừ 3, 2. Rồi, và mình sẽ bấm máy tính thôi. Và mình sẽ bấm mod 4, mình tạo cái này thành mai trận A đi. Kích thước là 2 x 2, trừ 2, 2, 1, trừ 3. Rồi, rồi mod 4 tạo mai trận B kích thước là 2 x 2, trừ 3, 1, trừ 1, 2, trừ 3, 1, trừ 1, 2. Rồi bây giờ mình tạo mai trận C thước là 2 x 1 trừ 3 2. Rồi mình sẽ lấy ma trận A mình nghịch đảo lại nhân cho ma trận B nhân cho ma trận C, ma trận C này bằng trừ 47 phần 4 và trừ 25 phần 4. Đáp án đúng đây là phương án A. Như các bạn thấy, để chuyển từ cái basis này qua basis kia thì chúng ta cứ áp dụng công thức từ từ là sẽ ra thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với câu cuối cùng, câu 20. Nó kêu là tìm x để det của A bằng 4. Rồi vậy thì làm sao để chúng ta tìm được det của A? Thì bây giờ mình sẽ quan sát. Mình quan sát thấy cái có một cái phần từ không ở đây. Thì bây giờ mình sẽ rút gọn cái này. Bây giờ mình sẽ rút gọn ma trận này như sau. Mình ghi lại đề một xíu. 2, 3, 0. X, 2, 4. 1, trừ 1, 1. Rồi bây giờ mình sẽ cố gắng mình tạo ra một cái cột, cột thứ ba này nè. Nó sẽ có hai phần từ không, thì như vậy thì chúng ta làm nó dễ hơn thôi, đúng không? Chính là gì? Mình sẽ lấy hàng 2 trở thành cái gì các bạn? Hàng 2 trừ 4 lần hàng 3. Tại sao mình lại làm như thế này? Bởi vì mình thấy, các bạn thấy không? Cái hàng 2 này mình đâu có nhân với cái gì ở chỗ này đâu. Nên là cái det nó sẽ không đổi, đúng không? Nếu như bạn làm trên hàng 3 và bạn lấy 4 lần hàng 3, bạn trừ đi hàng 2 cũng được. Khi mà bạn nhân vào thì nó sẽ thay đổi đến cái đét, nên mình ngại làm như đó, nên là mình sẽ làm như thế này. Rồi, hàng đầu giữ nguyên 2, 3, 0. Mình làm tương tự là mình lấy hàng cuối đại yên 1, trừ 1, 1. Mình lấy hàng 2, mình trừ đi 4 lần hàng này. Hàng 2 là x, trừ đi 4 lần này là x, trừ 4. Hàng 2, trừ đi 4 lần hàng này là bằng 6. Hàng 2, trừ 4 lần này là 0. Rồi, vậy thì bây giờ tiếp theo mình làm đó chính là gì? Mình sẽ nhìn vào phần tử này. Cái là phần tử này, vậy là det của ma trận này, det của A sẽ bằng cái gì? Sẽ là bằng 1 nhân cho 1 là chỗ này nè, nhân cho trừ 1 mũ i cộng j. Đây là i với j ở đây là bằng 3 hết luôn. I cộng j là bằng bằng 6 rồi. Nên là cái này sẽ bỏ đi cũng được. Và mình nhân cho, bây giờ mình bỏ hết cái hàng này đi, mình bỏ hết cái cột này đi luôn. Thì mình nhìn vào ma trận vuông cộng 2 ở trên đây thôi. Nó là gì? Det của 2, 3, x trừ 4, 6. Thì bạn lấy cho mình hai cái số đầu này chúng ta bỏ đi cũng được. Nó bằng 1 hết mà. Det này là bằng 12 trừ cho 3 nhân cho x trừ 4. Và det này phải bằng 4. Thì ta sẽ suy ra được là cái này bằng cái gì? Bây giờ mình sẽ xích sâu để tìm ra x. 12 trừ 3 nhân cho x trừ 4. Cái này nó sẽ bằng 4, đúng không? Mình sẽ ship show một cái. X bằng, cái này mình nhìn ra được là bằng 20 phần 3. Đây, x bằng 20 phần 3. Vậy thì đáp án đúng ở đây là phương án C. Đây. Nếu như bạn nào lười tính nữa thì bạn có thể bạn thay từng cái giá trị x này vào, đúng không? Thay từng giá trị x này vào. Từng cái giá trị x này vào ma trận A. Rồi sau bạn bấm định thức trên máy tính cũng được. Rồi nó lâu, đúng không? Thì cảm ơn bạn đã xem video của mình. Nếu bạn thấy video của mình hay và hấp dẫn thì đừng quên đăng ký, like và chia sẻ video này cho bạn bè của bạn cùng xem ngay nhé. Tạm biệt các bạn.